tắt điện thoại, mở trang sách. Đó là chủ đề của Ngày Hội Sách diễn ra từ ngày 29 đến ngày 31 tháng 3 năm 2024 tại tuyến phố đi bộ Hùng Vương nằm trong đại đô thị Eco Central Park, đã thu hút rất đông người dân đến tham gia và trải nghiệm. Vâng, việc tổ chức Ngày Hội Sách như thế này sẽ mang đến cho mọi người dân, đặc biệt là trẻ em, những trải nghiệm mới mẻ và lý thú, khơi dậy niềm cảm hứng với từng trang sách. Khoảng 12.000 đầu sách đến từ 12 đơn vị xuất bản nổi tiếng trên cả nước. Ở Ngày Hội Sách với chủ đề Tắt điện thoại, mở trang sách tại tuyến phố đi bộ Hùng Vương đã đem đến một không gian trải nghiệm văn hóa đọc mới mẻ và lý thú cho người dân, đặc biệt là các bạn nhỏ. Hôm nay em đi trải nghiệm cùng các bạn thì em thấy rất vui và thú vị. Sách ở đây rất nhiều, em đọc rất là hay. Tôi thấy là cái không gian trưng bày sách rất là thuận lợi, vừa đẹp mắt, vừa sạch sẽ, khang trang và thuận lợi với học sinh để cho các con lựa chọn tất cả các đầu sách. Và ở đây không phải là chỉ có một đầu sách, một nhà xuất bản, mà rất là nhiều nhà xuất bản, rất là nhiều đầu sách. Và tất cả các cuốn sách tôi thấy học sinh đọc rất là say mê, hứng thú và rất là ý nghĩa. Trong 3 ngày diễn ra tại tuyến phố đi bộ Hùng Vương nằm trong đại đô thị Eco Central Park, ngoài tìm hiểu về sách, không gian ngày hội, còn có sự xuất hiện của nhiều nhà thơ, nhà văn cũng như những tấm gương học sinh học giỏi, hiếu học đến chia sẻ giao lưu với các bạn nhỏ. Cùng với đó, tại ngày hội còn tổ chức nhiều trò chơi vui nhộn, các hoạt động bổ ích và không gian thưởng thức món ăn đường phố hấp dẫn. Em được tham gia hội sách, em được tham gia những hoạt động như làm tranh đỉnh đá, khấu và thêu. Những hoạt động này rất là bổ ích và thú vị. Làm những cái hoạt động này thì em giảm được thời gian xem điện thoại và máy tính và các thiết bị điện tử hơn, giúp em thể hiện được sự sáng tạo khéo léo và thể hiện được tài năng của mình hơn ạ. Với chuỗi hoạt động phong phú, đa dạng, Ngày Hội Sách tại khu đô thị Eco Central Park đã thu hút được rất đông học sinh, phụ huynh đến tham gia trải nghiệm, hòa mình trong không gian sống xanh tại đây. Thông điệp của chúng tôi là ngắt kết nối để kết nối hơn, hạnh phúc hơn. Thì chúng ta hiểu rằng là hiện nay phụ huynh cũng rất là bận bịu với các trang thiết bị điện tử, hoặc là các em bé thì rất là mải mê với các trang thiết bị điện tử, và chúng tôi đem lại một cái không gian đọc sách giữa thiên nhiên, khơi gợi cái tinh thần đọc sách. Và chúng ta hiểu rằng đọc sách giúp cho thế hệ trẻ của chúng ta sáng tạo hơn, có tư duy tốt hơn. Và đồng thời chúng tôi cũng muốn rằng là các em được kết nối với thiên nhiên, kết nối với gia đình và kết nối với cộng đồng thông qua 3 ngày lễ hội sách. Ngày Hội Sách sẽ trở thành hoạt động thường niên diễn ra tại khu đô thị Eco Central Park nhằm khuyến khích và thúc đẩy mạnh mẽ văn hóa đọc sách trong cộng đồng xã hội. Qua đó góp phần hình thành thói quen, nâng cao nhận thức của người dân về tầm quan trọng của việc đọc sách trong hình thành, xây dựng và rèn luyện nhân cách của trẻ.